Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video lần này. Và như mọi người đã thấy thì hiện tại bây giờ thì mình đang có 3 đột biến, 2 liên xạ, 2 hậu vệ và 2 học viện mọi người nhá. Cái này thì mình sẽ quán up level 9 và kiếm một vị tướng 5 vàng 3 sao. 5 vàng 3 sao ở cái mùa này thì giống như là ai cũng làm được hết rồi. Anh em xem cảm giác như kiểu là xem đủ rồi đó. Thì tôi cứ kệ thôi. Bởi vì lúc mà server mới ra thì mình làm những vị tướng thấp vàng hơn, anh em không biết tướng là gì nên là mình sẽ không làm. Đa phần mình sẽ tập trung vào những vị tướng 5 vàng 3 sao mọi người nhá. Cái trang bị áo trong lửa thì anh em để thấy thì khi mà chỉ mình chơi thì mình đều sử dụng nó trong một trận đấu cả, mình không thể thiếu cái áo trong lửa đó. Vì áo trong lửa là một trang bị mà sẽ giúp chúng ta có thể ngăn chặn khả năng hồi phục của những vị tướng mà hồi máu như kiểu Kotech. Thời tiết giờ này bão mọi người, mưa nhiều. Đội hình lên xạ thì có con kem một lăng và con năm vàng là tướng diện X mọi người nhé. Thì nhiều anh em thì chắc chắn nhiều anh em vẫn đang phân vân và đang suy nghĩ rằng là cái một điều đó chính là ra về 140 cái lõi công nghệ là như thế nào. Thì để khi nào mình rảnh, mình có thời gian rảnh thực sự thì mình sẽ làm cho anh em xem, anh em biết thêm nhiều về cái lõi công nghệ đấy mọi người nhé. 140 lõi công nghệ là gồm những cái lõi gì. Trang bị thì bây giờ thì mình sẽ sử dụng một cái trang bị đây BF mất BF rồi thì mình sẽ lấy một cái trang bị đó chính là một cái giáp lứa của con đó chính là con Blitzcrank đi. Về combo trang bị mà anh em thích nhất thì từ lúc mình làm YouTube đến giờ thì anh em thích nhất trang bị đó chính là chắc chắn là sẽ là một combo đó chính là liên quan tới full chí mạng rồi. Full chí mạng là một cái combo mà anh em ai cũng thích cả. Như cái combo full chí mạng thì anh em nếu mà cho Zinx ấy, Zinx sát thương nó là 8888 sát thương khi là lúc 3 sao, thì khi mà combo full chí mạng thì nó nhảy một phát lên tới khoảng tầm 20 tầm 16 khoảng tầm 19.000 sát thương mọi người nhá, 19.000 sát thương nếu kết hợp với kiểu là pháp sư nữa. Hệ pháp sư ở cái mùa này thì anh em không cần lắp không cần phải kích hoạt hệ pháp sư mọi người thì vẫn có thể có được. Ừ,
Đội hình mình đang vẫn khá ổn ở cái giai đoạn đầu trận đấu, khi mà những anh em vẫn chưa nâng cấp đội hình mình nhiều. Thì ở cái phần cái meta này thì mình thấy nhiều anh em nói chung là cũng không nâng cấp nhiều về cái đội mặt đội hình ở cái sớm ấy mọi người. Đa phần họ sẽ roll level 8 cơ. Đa phần họ sẽ roll level 8 để có thể xem chốt đội hình mình chơi là gì. Còn khởi đầu thì anh em vẫn chơi một cái lối chơi đó chính là khá là nhẹ nhàng, không kiểu chơi kiểu khát nước như ở mùa 5.5. Hôm nay giờ hin à, chắc là khéo mình thua mất rồi ạ. Giờ hin đồ kìa, diệt khổng lồ và một trận bàn tay công lý. Nhưng Gravet của mình thì có một khả năng đó chính là cái... oh, về win rồi. Gravet thì nó có khả năng đó chính là cái khi nó skill cái bom khói vào thì những người đứng trong bom khói sẽ bị ảnh hưởng một cái mất một cái lượng máu khá là cao. Blitz rank 2 sao. Cockmo thì nó thuộc về hệ đó chính là đột biến, xạ thủ và liên xạ. Nó còn có 3 hệ như vậy. Mình sẽ để dành combo đó chính là x3 găng hỏa thạch mọi người nhá. Sẽ để dành combo x3 găng hỏa thạch cho một vị tướng 5 bảng 3 sao chẳng hạn như vậy. Như kiểu Galio này, ở cái mùa này thì em có thể bui full 9 mạng cho Galio, Jin X, Vega, Kai'Sa cộng với cả là con Victor. Đấy, đa phần là toàn vị tướng kỹ năng sát thương phép thôi, kiểu Zumi cũng vậy. Zumi mà khi đặt 3 sao ấy thì anh em sẽ thấy một cái gọi là cái cảnh mà thực sự kinh khủng luôn. Mình nói anh em xem là nghiện nó đấy, khi mà con Zumi 3 sao nha. Cái kỹ năng của nó thì giống như kiểu là một cái skill trong võ lâm, đó chính là Thúy Yên Đao. Skill trấn phái của Thúy Yên Đao mọi người ạ. Đẹp kinh khủng luôn. Em mình đã từng đã lên được con Zumi 3 sao rồi và thực sự mình cảm thấy rất đẹp. Bây giờ này để xem là trang bị mình sẽ lắp một cái giáp hồi sinh đi không? Để giữ lượng máu ổn để lên level 9 nhá. Ở cái mùa này thì có rất nhiều lõi công nghệ khác nhau, nhưng mà lõi công nghệ mình cảm thấy hợp lý nhất là cái lõi công nghệ mà chúng ta up level 10 mọi người. Trời ơi, anh em nhấp một phát thôi được 8 kinh nghiệm rồi, cực kỳ ngon. Đợt trước mình ở round 2.1 luôn đấy, 2.1 mà mình có luôn cái lõi công nghệ đó. Cái lõi công nghệ đó chính là kiểu lên level 9. Và tôi nói anh em chứ, game đó gọi là lên level 9 cực sớm luôn, bởi vì x2 kinh nghiệm mà. Và khi em up level 10 ấy, khi mà mọi người up level 10 thì mọi người sẽ có một cái nội tại như này, đó chính là tỷ lệ roll ra tướng 5 vàng sẽ tăng lên 25% ở level 10 mọi người nhé. Là thường thường level 9 là chỉ 15 thôi, nhưng khi đạt level 10 sẽ thành 25%, đỉnh cao luôn. Anh yêu em hơn thế, nhiều hơn cả giọt nước mắt. Ok, để again, mình đang suy nghĩ là để ra lên hay là để con Mundo ra đây. Mundo cho vào thì ok, thử bán con Glovet thì vậy. Uầy, ông này đang có gì đây? Đang có là chính là hóa kỹ mọi người ạ, đổi hóa kỹ nhá.
Hoa Kỹ chỉ mạnh ý, khi mà anh em có một cái nội tại của Hoa Kỹ thôi, đó chính là cái nội tại mà của bom Hoa Kỹ đấy, thì khi mà nó nổ ra ấy, thì sát thương nó sẽ lan nó rất là rộng, nó mới mạnh thôi. Còn Hoa Kỹ mà không có nội tại ẩn của loại công nghệ thì tôi chắc không nên chơi, nó khá là yếu. Khi nào có nội tại ẩn thì chơi nó hợp lý nhất. Victor cầm áo xong bạc này, mình sẽ lấy nó nhá. Bởi vì mục đích của mình chính là kiếm 5 vàng 3 sao à, nên là có 5 vàng 3 sao mình sẽ lấy, mình sẽ không chê. Mình nó có một cái 500 ma thuật, nên là nếu mất tí thì mình thích mình sẽ rút đồ ra cũng được, không sao. Thay vào hay mình sẽ hay chuyển qua chơi luôn ngoại binh nhỉ, ngoại binh cho chơi thua đi. Đối ngoại binh ở mùa này thì vẫn chưa xác định được gì cả, bởi vì khi mà server Việt Nam thì nó vẫn còn nhiều khá nhiều cái chỉnh sửa và cái chuyển đổi ấy, nên là bây giờ vẫn chưa có gì là gọi là chắc chắn và chốt hạ được, còn rất nhiều để thay đổi phía trước mọi người ạ. Thì hiện tại ngoại binh thì mình chơi nhiều trận rồi thì cảm thấy nó chuỗi thua nổ hũ ra thì nó cũng không được đỉnh cao cho lắm, nó vẫn kiểu nó hơi ít đồ mọi người, nó khó comeback lắm. Ví dụ mình anh em muốn chơi chuỗi thua 12 trận thì nó nổ hũ ra mà kiểu ít đồ quá thì rất là khó comeback và rất là dễ top 8. Nó không như thần tài mà anh em có chuỗi thua là chắc chắn anh em vào top rồi, kiểu chuỗi thua tầm 10 trận thôi là nở ra khoảng tầm 3-4 cái deco là một vị tướng 5 vàng thôi là comeback ngay. Nhưng mà với cái hiện tại giờ cái ngoại binh thì dường như hơi khó. Mình cũng thử chơi chuỗi thua xong sinh ma quái lấy luôn mọi nhá. Ui, drop từ Mundo 2 sao này. Thì mình sẽ giải thích cho anh em nghe rồi xong sinh ma quái là như nào. Thì nó sẽ là khi mà một vị tướng ấy, vị tướng anh em mà có nhiều máu nhất ấy, thì nó sẽ đẻ ra thành 2. Nó sẽ phân nhân bản thành 2 mọi người. Đây nhớ anh em vẫn chưa hiểu cái nội tại của sinh ma quái là như thế nào thì mình sẽ chia sẻ luôn như thế. Một cái loại công nghệ mà khi nào mình gặp mình sẽ lấy cả, bởi vì khi anh em đặt một vị tướng 5 vàng 3 sao ấy, thì anh em sẽ có 2 vị tướng 5 vàng 3 sao luôn, như kiểu là x2 cá chê 3 sao trong một trận đấu. Đấy, nó đỉnh cao ở cái chỗ đấy, đấy mọi người. Top 1 top 2 này. Game này nếu như mình có một vị tướng 5 vàng 3 sao ấy thì nó sẽ chuyển thể thành 2 con mọi người nhá. Hy vọng mình sẽ cho anh em xem một siêu phẩm gì đó thực sự trong game này. Pháp sư à? Hay làm quả double luck nhỉ? Double luck 2 luck 3 sao trong một trận đấu hả? 8 pháp sư. Nghĩ như thế sẽ rất là ổn á. 2 luck trưởng nhau, nhưng mà luck của này đồ đẹp quá. Luck của này đồ rất là đẹp mọi người ạ. Chắc là oi hay quá, win rồi. Để xem mình có thể làm x2 vị tướng 5 vàng 3 sao nào không. Bởi vì game này cũng hơi khó, mình chưa có Neko nào mọi người ạ. Chưa có Neko á. Nếu như mà có đủ 5 cái đội hình ngoại binh thì may ra có thể hack một chút Neko. Hên ra Neko, chứ bây giờ thì nó cũng hơi mông lung rồi. Quan trọng là bây giờ level 9 hơi lâu này. Dương chơi nhẹ trên tóc. Con Mundo này thì nếu như mà nó mình bu cho nó kiểu sát thương phép thì cũng ổn. Nên là mình sẽ cho Mundo sát thương phép đi. Ba người binh rồi. Bây giờ mình thiếu cá chê nữa. Hôm bữa thì mình test thử một lần rồi là con cá chê ấy, mà nuốt con Mundo 2 sao ấy, thì nó sẽ được cộng 610 máu người nhá. 610 máu một nuốt. Đỉnh cao luôn. Ok, trang bị có rồi. Bây giờ như mọi người có thể thấy thì mình sẽ lắp một cái kiếm súng. Ôi, con Midfortune ra nhiều ha. Midfortune ra hơi nhiều, gây trên dục tội à. Mình sẽ lắp quả cái lốc đi. 3 ngoại binh, 40 vàng level 9. Một con 5 ngoại binh thì mình cần thêm là chính con Queen cộng với cả con cá chê nữa.
Nói chung bây giờ nhá, đối với đội hình này ấy, mà cho cả trên nuốt ấy thì nó sẽ cộng được 1000 máu. Lấy cộng phải tầm gần 2000 máu là ít. Nguyên này nếu mà mình có thể có một vị tướng 5 bảng 3 sao thì mình sẽ song sinh ma quái, nó sẽ ra thành 2 con đó mọi người ơi, đỉnh luôn. Ông này đang chơi rút đồ và đang cố gắng, chắc là đang kiếm về con, đó chính là con Vega 3 sao rồi. Hồi phục. Chấu quá nhờ. Chấu phết đấy mọi người ơi, còn mình còn 70 tiết. Bobby giết chấu rồi, giết nổi của Bobby luôn. Nếu mà không là tướng 5 vàng thì có thể làm double Mundo 3 sao cũng ok. Không có gì là hối hận cả đúng không? Ok, lắp quả tim băng luôn đi nhờ. Để làm gì đúng không? Không biết để làm gì cả. Lắp luôn cho nó nóng. Không ra gì cả luôn à. Ơ, đầu hàng rồi à? Ba ông chết rồi, ba ông đầu hàng rồi. Chúng ta chỉ còn có 4 người chơi nữa thôi. Ông này đang có cho mình con chó gát, 2 sâu zin và một cái trang bị quyền năng khổng lồ. Để xem có ai chơi con Mundo không. Nếu không ai chơi Mundo thì mình có thể làm cho anh em xem 2 Mundo 3 sao trong một trận đấu luôn. Ông này đang chơi này, ông này cũng đang có một cái giáp tự chế nhà máy tái chế. Vậy là ông này chơi à? Ông này chơi Mundo à? Hay là ông nào vậy ta? Hay ông 7 máu này. Ok, ông 7 máu này đang chơi Mundo, có một mũi chiến thuật, chơi thua thần tài rồi. Ông này chắc chắn là sẽ là vừa lúc nãy là vừa chơi quả chuỗi thua của đội hình ngoại binh á, thì mới có thể có một phần quà nhiều như vậy. Chắc chắn anh em luôn đấy. Ok, luck. Ông này cầm 2 con luck. Chắc mình được round này mình sẽ gặp ông này thôi. Round này sẽ gặp ông này. Thôi bán đi, lock đi nhỏ. Chuột tốt nhất là cho này chết càng sớm càng tốt. Ok, lốc lắc lên rồi. Ông này thì sẽ còn gì? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đúng rồi, clear map đi anh em. Lắc đồ đẹp quá. Lắc này nó trưởng một phát thì chắc clear map mình luôn ha. Mid Fortune. Ui, Mundo đồ sát thương khỏe vãi trưởng, em thấy không kìa? Hồi máu kìa. Nhưng mà con lắc khỏe quá. Lắc đỡ không nổi anh em ơi, lắc đồ quá khỏe, đồ quá đẹp luôn. Rồi, ok, round sau đây là 19 thôi. Hy vọng sẽ run một cách là siêu đỏ luôn, đỏ cực kỳ luôn, có cá chê này. Bây giờ mà mình có cá chê 3 sao thì mình sẽ thành cả 2 cá chê 3 sao trong một trận đấu mọi người ạ. Ai da, ai da, cá chê rồi. Đúng rồi, I'm coming, đúng rồi. Bạn yêu của tôi đây rồi. Đấy, em đang cá chê rồi. Bây giờ thì mình sẽ bán một chút đi ha. Mình sẽ bán con... Ok, chúng ta đang có 5 ngoại binh. Anh nhìn này, nhìn nó nuốt nhá. Nuốt phát này 20 giáp luôn. Đấy là chưa cho nuốt con kia đấy. Nuốt con kia nó còn trâu nữa. Đây. Hy vọng sẽ lên được một vị tướng 5 vàng 3 sao trong một trận đấu này mọi người ạ. Chỉ thế là đủ rồi. Top 2, top 3, top 4 Kai'Sa, chị em, đấu sĩ Phạm Ăn. Ủa, di tích 2 sao đồ đẹp thế. Đồ này thì rắt nó quá là nhờ. Đồ diệt khổng lồ, cuồng đao, vô cực kiếm này thì nó nhảy một phát nó bắn thì đúng rồi, còn nó tan nát cái đi hát luôn. Ủa, chưa kịp chết luôn mọi người ạ. Ủa, máu trừ kìa. Vãi luyện không. Level mấy rồi? Level 9 nữa à? Lắc 2 sao, cố gắng làm lắc 3 sao mọi người nhá. Nếu mà game này mình lắc 3 sao như mình đã nói rồi là mình sẽ có 2 lắc 3 sao trong trận đấu luôn. Ok, cứ bắt đến đây thôi, Kai'Sa bán đi thôi, không cần Kai'Sa lắm đâu. Ui xồi, bán Kai'Sa ra Kai'Sa. Chắc rồi gặp top 1 rồi. Đúng thật luôn, gặp top 1. Ông này thì không cầm lắc. Ông này thì cầm 4 con lắc rồi. Để xem nào, hai này sai ai sẽ người chiến thắng đây với Jin X và Lắc. Jin X quẩy rồi, bị ăn CC rồi, cá chê luôn. Ui,
pháp sư. Anh cá trên nuốt luôn con lắc rồi. Ok, vậy là game ông lắc chết rồi mọi người. Mình sẽ có cơ hội có double lắc 3 sao nha. Nếu như mà lên lắc 3 sao trong trận đấu này. Lắc máu của nó là 1.400. Hát đồ. Không kịp nuốt phát cuối luôn à. Ai da, ông ấy thua quả cay nhờ. Thua quả không ngờ đấy. Chúng ta chỉ còn 2 người chơi nữa thôi. Giáp lưới. Neko. Không có Neko rồi. Ôi double cá chê luôn. Ông này cũng đang cầm một con cá chê mọi người ạ. Neko đi cho ta, cho ta xin cái một cái Neko thôi. Một cái Neko, Neko. Không có Neko mọi người ạ. Sojin. Sojin chắc chắn cho lắc rồi. Victor 2. Lắc. Cà chê. Nãy giờ quên cho cà chê ăn nhưng mà cứ kệ đúng không ạ. Không cần cho nó ăn nhiều đâu. 44 máu. 32. Bây giờ thì mình sẽ gặp bạn ảo của một trong hang này. Và hang này nó sẽ gặp nhau. Mình sẽ cố gắng chấp máu cho đến round đi chợ nhá. Đó, em gặp bạn ảo đúng không? Mình lốc nhầm con ấy lên rồi. Băng đạn à. Ô oh, trời ơi, Zinix bay xuống nuốt luôn Zinix rồi. Gì đây? Một giáp hồi sinh à? Cho cá chê hồi sinh luôn. Rồi chúng ta chỉ còn một gọi là hai người chơi cuối cùng nữa và ông kiểu sắp hết máu luôn rồi. Nuốt được nhiều đồ nhỉ? Có Neko luôn. Cá chê. Round này mình sẽ chấp mọi người nhá, sẽ bạn chấp một chút. Hay à. Cố gắng thua nha, đừng để thắng nha mọi người ơi. Team ơi, đừng để thắng nha. Ui, thua đậm thế. Không sao, giết được Zinix rồi. Ok, mình sẽ vẫn còn máu để chấp đấy mọi người ơi. 23 máu, ok, vẫn ổn. Ui. Mình sẽ có, đó chính là con ok mọi người ạ. Double Mundo 3 sao mọi người nhá. Trận đấu có double Mundo 3 sao luôn. Ok, trang bị cuối cùng trong Mundo thì ôi trời ơi, 2 Mundo 3 sao một trận đấu này. Hồi phục. Có thể được không ta? Mundo cầm sát thương phép mà. Ôi trời ơi, máu hồi này. Mà bị khống chế nhiều quá. Ui, còn 4 tiết mọi người ạ. Vẫn có vẻ không ổn đúng không? Có vẻ không ổn. Do mình chưa kích hoạt full đấu sĩ cho nó. Mundo kìa thìa kìa. Mình sẽ lấy thìa nhá. Mình sẽ lấy cái sẻng để lắp thêm một cái giáp, một cái trang bị, đó chính là vương miện chiến thuật. Do lỗi mình chưa lắp đồ thôi. Bây giờ mình sẽ lắp đồ vào và mình sẽ kích hoạt luôn. Đó chính là 6 đấu sĩ. 8 đấu sĩ là không thể rồi. 6 đấu sĩ thôi. Một đấu sĩ nữa này.
Ơ chết rồi, vừa bỏ qua đấu sĩ mọi người ạ. Bốn đấu sĩ, bốn ngoại binh. Ok, bị khóa luôn rồi, bị còng số 8 rồi. Mundo quẩy ta xem nào. Ui, nhiều khống chế quá mọi người ơi. Kìa, CC liên tục luôn. Nhưng mà Mundo đã vòng ra đằng gọi là trong. Ôi, bị nuốt kìa. Oh my god. Thôi ok, chịu rồi mọi người ạ. Quả gì khổng lồ chịu rồi. Ok, chào mọi người, hẹn lại ở những video sau. Bye bye, tạm biệt.